Ngày 2 tháng 4, Hội đồng nhân dân phường Thắng Lợi đã tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, tham dự hội nghị của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đắc cử trên địa bàn phường cùng với 24 đại biểu Hội đồng nhân dân phường. Trong nhiệm kỳ qua, Thường trực Hội đồng nhân dân phường Thắng Lợi đã triệu tập 12 kỳ họp, trên 95% đại biểu đã về dự để xem xét quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền, nội dung các nghị quyết, tờ trình, báo cáo trình tại kỳ họp khá chặt chẽ, đảm bảo tính pháp lý và sát với tình hình địa phương xem xét kết quả giải quyết các ý kiến phản ánh của cử tri, đồng thời thực hiện chức năng giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo luật định. Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường thường xuyên trao đổi và thông báo kết quả hoạt động tham gia xây dựng chính quyền theo nghị quyết Hội đồng nhân dân, phối hợp tổ chức 13 cuộc tiếp xúc của đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp với trên 1.000 lượt cử tri tham dự. Qua đó đã ghi nhận 240 ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri về các lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng. Hội đồng nhân dân phường còn thực hiện tốt công tác giám sát việc thi hành pháp luật, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, hàng năm hầu hết đều đạt và vượt so với nghị quyết. Công tác chỉnh trang đô thị từng bước ổn định đi vào nền nếp, công tác giải phóng mặt bằng được giải quyết kịp thời. Nhân dịp này, Ủy ban dân phường khen thưởng hai tập thể và 5 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong nhiệm kỳ vừa qua.